Quách Hay Seo, huấn luyện viên huyền thoại của bóng đá Việt Nam. Trong gần 5 năm là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U23, ông đã đạt được một thành tích tuyệt vời mà từ trước đến nay không một huấn luyện viên nào đạt được. Sau đây là những thành tích tuyệt vời của huấn luyện viên Quách Hay Seo. 1. Chung kết U23 châu Á năm 2018 tại Thường Châu, Trung Quốc. 2. Bán kết ASEAN năm 2018. 3. Lần đầu tiên vô địch SEA Games 31. 4. Bất bại cả giải AFF Cup với 8 trận bất bại AFF Cup năm 2018, là đội duy nhất bất bại và trở thành nhà vô địch tuyệt đối năm 2018. Trong suốt 10 năm qua, không một đội tuyển nào trong khu vực đạt được. 5. Đứng vững vị trí dưới 100 thế giới trong hơn 2 năm qua. 6. Thành tích khủng của huấn luyện viên Park Hang-seo trước các đối thủ Đông Nam Á trong 2 năm qua. Chỉ thua duy nhất một trận trước Thái Lan 0-2, trận bán kết lượt đi AFF Cup năm 2020. Trận đấu diễn ra vào ngày 23 tháng 12 năm 2021. 7. Lần đầu tiên lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á. 8. Lần đầu tiên vào thẳng vòng bảng ASEAN Cup 2023 mà không cần phải đá vòng loại cuối cùng. 9. AFF Cup năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 12 năm 2022 đến ngày 16 tháng 1 năm 2023. Liệu huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các học trò có nâng cao chiếc cúp vô địch không? Chúng ta hãy chờ xem. Các bạn xem đăng ký kênh, nhấn like và chia sẻ để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.